Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 241 người kinh hãi nhất là Dương Xuyên. Cậu Dương, cậu quen nó à? Dương Xuyên mỉm cười, quen thì không, mới gặp mấy lần thôi. Đây chính là cháu rể của Lạc Vinh Quang, tên là Sở Bắc. Ra là vậy. Nghe rồi, Long Tam hiểu ra, sau đó sầm mặt với vẻ khinh bỉ. Hừ, ra là cái thằng ăn hại đó. Từ khi nào mà cháu rể của nhà họ lạc còn con cũng dám trèo lên đầu lên của tôi thế hả? Trương hạ đâu, trông coi cửa như thế à? Audio điện tử võ tấn bền. Long Tam lạnh giọng quát, lập tức có một người thanh niên khoảng 25, 26 tuổi chạy vào. Sau khi quan sát tình hình trong phòng, hắn lập tức khom lưng xin lỗi Long Tam. Xin lỗi anh, do em tắc trách để họ lọt vào đây long tam hừ nói tôi không bảo cậu vào đây xin lỗi thằng này đã phá hỏng buổi tiệc của tôi cậu biết phải làm gì chưa rồi à trương hạ gật đầu đôi mặt lạnh tanh không chút cảm xúc phá hỏng buổi tiệc thì phải giết không chỉ có sở bắc mà còn cả nhà họ lạc nữa thấy thế sở bắc chỉ mỉm cười mà không có hành động gì cả còn nhóm lưu tông tín ở phía sau anh thì đứng ngồi không yên long tam anh có ý gì không lẽ định đối đầu với cậu sở à? Hừ, đây là Tân Hải, chưa đến lượt anh hô mưa gọi gió ở đây. Anh chưa đủ trình động vào cậu sở đâu. Long Tam, đừng trách tôi không nhắc anh, lòng hổ môn của anh vẫn chưa tẩy trắng hoàn toàn đâu, khiêm tốn chút đi. Lưu Tông Tín lên tiếng đầu tiên, sau đó Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn cũng phụ họa theo. Cậu sở không lên tiếng là đang cho họ cơ hội rồi. Cả ba không chút do dự, lập tức đứng về phe sở bắc ngay thấy thế, Long Tam nhíu chặt mày lại, đến Dương Xuyên cũng có vẻ nghi hoặc. Ba gia tộc lớn hàng đầu ở đây đang đắc tội với Long Tam để bảo vệ tên con rể ăn bám này ư? Không lẽ tên họ sở này có thân phận đặc biệt gì chăng? Người kinh hãi nhất là Dương Xuyên. Nếu đúng sở Bắc là một nhân vật lớn nào đó thì sao hắn ta lại không tra ra được thông tin gì? chương 242, cậu sở, vậy chúng tôi xin phép về trước. Chật chật, ba vị đang tỏ rõ lập trường đấy hả nếu thế thì nhà họ dương tôi e phải đứng ra phán xử rồi tuy nói vậy nhưng dương xuyên vẫn dán chặt mắt vào sở bắc để bốn thiếu ra xem mày có thân phận gì nào dương xuyên vừa lên tiếng bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng ba gia tộc lớn hàng đầu ở tân hải đang hợp sức lại để đối đầu với long hổ môn và nhà họ dương xung đột giữa các thế lực lớn xảy ra rồi thêm sở bắc thần bí kia nữa xử lý không tốt thì tân hải sẽ lâm vào cục diện hỗn loạn ngay thoáng cái tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sở bắc nhóm lý hải đông cũng vậy thái độ của họ đã rất rõ ràng giờ chỉ chờ xem sở bắc định làm gì thôi khá lắm cậu dương còn trẻ như vậy mà đã có suy nghĩ ấy rồi đúng là hiếm có sở bắc mỉm cười rồi lắc đầu tiếc là hôm nay tôi không đến tìm anh còn các người nữa Tôi cho các người 5 phút để rời khỏi đây. Cái gì? Không chỉ có Dương Xuyên, mà những người khác cũng ngẩn ra. Lẽ nào lần này Sở Bắc đến đây tìm Long Tam? Dương Xuyên hừ một tiếng rồi bật cười giận dữ. Anh Sở này, tốt xấu gì tôi cũng là cậu chủ của nhà họ Dương, giờ anh bắt tôi đi là tôi phải đi, vậy thì còn gì là thể diện nữa. Sở Bắc mỉm cười rồi gật gù một cách thâm sâu khó lường. Muốn giữ thể diện thì không khó tôi có thể bảo Thanh Vũ giúp anh, nhưng không được ra về bằng cửa chính đâu. Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Dương Xuyên tắt ngúm. Những người khác cũng bắt đầu thấy hoảng sợ. Không ra về bằng cửa chính thì lại lao ra ngoài cửa sổ rồi. Hoàng Đình sống chết ra sao còn chưa rõ, không lẽ sở bác dám động tới cậu Dương ư? Anh sở, anh nói vậy là định không nể mặt tôi đúng không? Dương Xuyên híp mắt lại với vẻ lạnh lùng. Sở bác khoanh tay lại, tỏ vẻ không quan tâm. Muốn giữ thể diện thì tự đi mà giữ, ai rảnh cho đâu. chương 243, giờ không còn ai nữa rồi, có chuyện gì thì cậu nói đi. Họ cúi gặp người xuống chào, thấy sở bắc gật đầu thì lập tức ra về ngay. Dù sao họ cũng đã biết thân phận của sở bắc rồi, một long tam con cỏ này có là gì chứ? Lưu Tông Tín có vẻ đăm chiêu, vì ông ta đến đây vốn có chuyện muốn xin sở bắc. Thành ra bây giờ, đi không được mà ở lại cũng không xong ông ta liếc nhìn sở bắc rồi cắn răng nói cậu sở tôi chờ cậu ở bên ngoài nhé nếu có gì cần thì cậu cứ gọi suốt lời ông ta nháy mắt với con trai mình rồi lui ra ngoài thoáng cái bầu không khí trong phòng chợt như ngưng trệ nụ cười trên mặt dương xuyên hoàn toàn biến mất hắn ta nhìn chầm chằm vào sở bắc hiện giờ thậm chí hắn ta còn không muốn nhịn nữa mà trở mặt với sở bắc luôn nhưng khi thấy dáng vẻ điềm nhiên của Sở Bắc, hắn ta lại do dự. Thấy thời gian sắp hết, Dương Xuyên hít sâu một hơi rồi mỉm cười. "Được rồi, nếu anh Sở có việc riêng muốn nói với anh Long thì bổn thiếu ra đây đành nể mặt vậy. Ngày rộng tháng dài, tôi thừa thời gian để chơi với anh." Nói rồi, Dương Xuyên đứng dậy rồi liếc Sở Bắc một cái, sau đó không nói không rằng bỏ đi luôn. Dương Xuyên vừa đi, các gia tộc hạng 2, hạng 3 cũng lũ lượt đứng dậy không ai dám nói một lời, chỉ lẳng lặng chuồn mất. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, căn phòng vốn náo nhiệt chỉ còn lại sở bắc và thanh vũ. Đương nhiên ở phía đối diện họ chính là Long Tam đang xa sầm mặt. Giờ không còn ai nữa rồi, có chuyện gì thì cậu nói đi. Đương nhiên nếu cậu không cho tôi một lời giải thích rõ ràng thì đừng nói là cậu, cả nhà họ lạc cũng đừng hòng được yên ổn. Long Tam cất giọng trầm thấp, rõ ràng đang cố đè nén lửa giận trong lòng nhiều năm qua, sở bắc là người đầu tiên dám khiêu chiến gã. Sở bắc chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vô hồn nhìn tròng tròng vào Long Tam. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, Long Hổ Môn có tham gia vào chuyện của năm năm trước không? Nghe thấy vậy, Long Tam lập tức ngẩn người như thể chưa thể phản ứng lại. Năm năm trước, vào ngày 14 tháng 8, tại tòa nhà La Hàng của Tân Hải. Sở Bắc không quan tâm đến sự thẫn thờ của Long Tam, mà chỉ như đang lẩm bẩm một mình anh hãy nghĩ thật kỹ, tôi chỉ cho anh một cơ hội này thôi. Nói sai thì sẽ phải chết. chương 244, chúc mừng anh đã giữ lại được mạng của mình. Long Tam lắc đầu không chút do dự rồi đáp. Nhưng gã vừa nói xong thì sở bắc đã đập mạnh xuống bàn. Một luồng khí thế mạnh mẽ ập về phía Long Tam. Khí thế đáng sợ ấy ép cho Long Tam tái mặt, gần như không thể thở nổi. Đôi mắt vô hồn dưới chiếc kính dâm kia như vực sâu không đáy, như thể nó có thể cắn nuốt gã bất cứ lúc nào tí tách một giọt mồ hôi rơi xuống đất toàn thân long tam cứng đờ thậm chí còn không dám cử động chán gã đã dịn đầy mồ hôi gã cảm thấy mình như đang cận kề cái chết chỉ cần sở bắc muốn là có thể lấy mạng của gã được ngay anh chắc chưa giọng nói của sở bắc khiến long tam thấy ra đầu mình như tê dại gã nuốt nước miếng rồi gật đầu một cách khó khăn chắc chẳng dễ gì gã mới cất giọng trả lời được, nhưng ngay sau đó tất cả cảm giác chèn ép đều đã biến mất. Long Tam chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, song mồ hôi vẫn đổ ra như tắm. Gã há miệng thở dốc với vẻ sợ hãi. Nhưng khi nhìn lại thì thấy sở bắc vẫn ngồi lặng yên một chỗ. Như thể mọi chuyện ban nãy đều không hề liên quan đến anh. Nói rõ ra xem, Long Tam lại hít sâu một hơi, gần như không dám từ chối với yêu cầu của sở bắc. Năm năm trước, tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt của Long Hổ Môn thôi, hơn nữa khi ấy Long Hổ Môn không phải có tên gọi như bây giờ, tôi làm gì có quyền lên tiếng chứ. Long Tam vừa nói dứt câu, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Long Tam thấp thỏm không yên, còn Thanh Vũ thì gật đầu. Thưa cậu chủ, đúng là vậy. 5 năm trước, Long Hổ Môn chỉ mới là một tổ chức nhỏ, hai năm trở lại đây mới vùng lên. Nhưng có không ít người trụ cột của Long Hổ Môn năm xưa đã tham gia vào vụ ấy nghe thấy vậy long tam lập tức thở phào một hơi sở bắc cao mày nói còn ai tham gia vào chuyện đó nữa long tam căng thẳng tôi chỉ biết là có vương khôn đấy là một trong các trụ cột của long hổ môn ngày xưa tôi là đàn em của ông ta tôi nhớ khi ấy ông ta bảo có nhiệm vụ quan trọng nên đã biến đâu mất mấy ngày liền khi ông ta quay về thì bị thương khắp mình mẩy cho nên tôi có ấn tượng sâu lắm nghe thấy thế sở bắc càng nhíu chặt hàng lông mày hơn giờ vương khôn đang ở đâu? Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Long Tam run rẩy. Hai năm trước, ông ta đã giao Long Hổ Môn cho tôi rồi đến tỉnh, không còn tham gia vào chuyện của môn phái nữa. Dứt lời, Long Tam im lặng. Cả căn phòng bao rộng lớn đều lặng như tờ, thậm chí đến mức đáng sợ. mươi 245 chỉ là một tên mù thôi sao phải sợ thế? Dứt lời, sở bắc đứng dậy bỏ đi. Khi sắp ra đến cửa, anh chợt dừng bước tốt nhất long hổ môn đừng tham gia vào buổi đấu thầu tham quá nhiều khi cũng không tốt đâu nói xong sở bắc chống cây gậy trúc rồi được thanh vũ dẫn rời đi thấy sở bắc đi rồi long tam mới mệt mỏi ngồi xuống ghế bây giờ gã mới phát hiện sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi người thanh niên này quả là đáng sợ khi đứng trước mặt anh gã không còn tự quyết định sự sống chết của mình nữa anh long anh không sao chứ à sở bắc vừa đi trương hạ đã xông vào có cần em dẫn các anh em nói rồi trương hạ hít mắt rồi làm động tác tay cứ cổ dẫn dẫn cái con khỉ cậu chán sống nhưng tôi thì chưa long tam sầm mặt giật khóe miệng rồi tức tối quát to đến gã nhìn thấy sở bắc còn né không kịp nữa là giờ tên đàn em này lại bảo hắn ra tay với anh chán sống rồi hay gì thông báo cho các anh em sau này mà gặp nhà họ Lạc thì tuyệt đối không được đắc tội, nhất là Sở Bắc. Còn nữa, báo với Dương Xuyên là Long Hổ môn chúng ta không tham gia buổi đấu thầu nữa. Dạ. Trương Hạ nghe đến mức thần người, thậm chí hắn còn nghĩ mình đã nghe nhầm. Là cánh tay đắc lực của Long Tam, nhưng hắn chưa từng thấy Long Tam chật vật thế này bao giờ. Chỉ là một tên mù thôi sao phải sợ thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 246 thu tay rồi, sống rồi. Sở Bắc và Thanh Vũ rời khỏi tụ hiền lâu, Lưu Tông Tín đứng chờ đã lâu rẻ đặt ra nghênh đón. Cậu sở, tôi đã chuẩn bị tiệc rượu ở nhà hàng bên cạnh, không biết cậu có thể nể mặt một chút không? Sở Bắc dừng bước rồi nhìn về phía ông ta. Gia chủ Lưu, có chuyện gì thì ông nói luôn đi, tôi không thích vòng vo. Lưu Tông Tín cứng mặt, lời đến miệng nhưng không biết phải nói ra thế nào. Sau khi do dự một lát, ông ta mới nghiến răng. Cậu sở, chuyện ngày hôm đó tôi đã biết lỗi rồi. Cậu yên tâm, từ nay về sau, đừng ai hỏng có ý đồ với ngọn núi ấy, cậu xem. Lưu Tông Tín còn chưa nói hết câu, nhưng chán đã dịn đầy mồ hôi. Biết sai là được rồi, nếu biết có ngày hôm nay thì sao lúc đó lại làm thế? Sở Bắc lắc đầu, không nói gì nữa mà đi thẳng. Thấy thế, Lưu Tông Tín cuống lên ngay. Nếu không được Sở Bắc tha thứ, tập đoàn lưu thị và cả nhà họ lưu sẽ xong đời luôn nghĩ đến đây ông ta mặc kệ sự hoảng loạn trong lòng đành bấm bụng cầu xin sở bắc nhưng ông ta chưa kịp làm gì thì điện thoại trong túi đã đổ chuông thấy quản lý của tập đoàn gọi đến lòng ông ta trùng xuống lẽ nào công ty không cầm cự được nữa rồi tổng giám đốc lưu ông đang ở đâu thế mau về công ty đi ạ à. biết ngay mà mặt lưu tông tín lập tức trắng bệch tôi biết rồi nếu không trụ được nữa thì gán công ty cho ngân hàng đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chuyện đến nước này, ông ta bó tay rồi. Giờ ông ta phải tranh thủ cầm cố công ty, nhớ có phá sản thì cũng không đến mức ôm một khoản nợ khổng lồ. chương 247, chết tiệt, sở bắc, lại là sở bắc, tức muốn chết mà. Nếu anh mà còn đang ở đây thì kiểu gì ông ta cũng dập đầu vài cái để cảm ơn. Nghĩ tới đây, ông ta chợt liếc nhìn con trai mình ở góc khuất, Tinh thần chán trường đã hoàn toàn biến mất. Đừng ngây ra đó nữa, bố về công ty xem tình hình thế nào đây. Con đi mua gì đó để tạ lỗi với cậu Sở đi, nhớ không được đắc tội với người ta nữa đâu đấy. Dạ, con đi ấy ạ. À. Nghe thấy thế, Lưu Phong méo mặt như sắp khóc đến nơi. Hắn nhìn thấy Sở Bắc một cái thì người đã nhũn ra rồi, giờ lấy đâu ra can đảm đi xin lỗi người ta chứ. Anh không đi thì để tôi đi chắc có chút việc còn con ấy cũng không làm được thì sao thành người kế nhiệm bố được? đi ngay! Lưu Tông Tín đạp cho Lưu Phong một phát rồi vội vã trở về công ty. chỉ còn Lưu Phong đứng đần ra tại chỗ với vẻ mặt đau khổ. chết tiệt! Sở Bắc lại là Sở Bắc, tức muốn chết mà. cùng lúc đó Dương Xuyên ngồi trong chiếc may bác đang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. từ lúc đến Tân Hải đến nay, hễ gặp Sở Bắc là hắn ta xui xẻo mọi kế hoạch của hắn ta đều bị sở bắc phá hỏng điều đó hắn ta có thể bỏ qua nhưng hắn ta đường đường là cậu chủ của nhà họ dương mà lại không làm gì được sở bắc ư thậm chí hắn ta còn phải cúi đầu mấy lần đúng là mất mặt điều tra tiếp tục điều tra cho tôi tôi không tin tên đó chui từ khe đá lên vâng tên đàn em ngồi ở ghế lái lập tức gật đầu tiếp theo hình như tên đó đã nghĩ ra điều gì à thưa cậu Lạc Vinh Quang vừa gọi đến ạ. À. Lạc Vinh Quang, hừ, lão già cố chấp, kệ lão ta đi. Dương Xuyên hừ một tiếng, hoàn toàn không để tâm. chương 248, ừm, tiểu vũ tâm giỏi quá. Là Lý Hải Đông đã cho nhà họ một tỷ mà không đòi hỏi gì. Lý Hải Đông, bảo sao? Nhớ lại thái độ ban nãy của Lý Hải Đông, Dương Xuyên đã hiểu ra ngay. Lúc lên tiếng, hắn ra còn nghiến răng kèn kẹt. Đến tập đoàn Lý Thị, để tôi xem có phải lý hải đông định đối đầu với tôi hay không tên đàn em không dám chậm trễ lập tức khởi động xe người biết chuyện ở tụ hiền lâu không nhiều nhưng chắc chắn sẽ có không ít người mất ngủ sau khi rời khỏi tụ hiền lâu sở bắc không cần thanh vũ đi cùng nữa vừa quay về tiểu khu anh đã gặp lạc tuyết vừa đi đón con gái tan học về phía sau hai mẹ con còn có chu cầm bố ơi con nói cho bố biết một tin vui nhé Hôm nay, tranh mà Vũ Tâm vẽ được cô giáo khen lắm đấy. Vừa nhìn thấy Sở Bắc, Tiểu Vũ Tâm đã mừng quính rồi chạy nhanh về phía anh. Sở Bắc mừng rỡ rồi ôm con gái vào lòng. Nói cho bố nghe Vũ Tâm đã vẽ gì nào? Tiểu Vũ Tâm chấp đôi mắt to tròn rồi ghé sát vào tai Sở Bắc. Hi hi, con vẽ bố với mẹ đấy. Ừm, Tiểu Vũ Tâm giỏi quá. Sở Bắc mỉm cười rồi thơm một cái lên má của con gái chỉ khi ở trước mặt con gái, sở bắc mới nở nụ cười hoàn toàn vui vẻ. Thôi đi, mấy câu khen vớ vẩn ấy có đổi thành cơm mà ăn được không? Khung cảnh xinh đẹp này đã bị giọng nói u ám của chu cầm phá hỏng. chương 249 họ mà đòi ư. Lạc tuyết thầm thở dài, không biết phải làm gì mới vừa lòng mẹ cô nữa. Sở bác bế con gái lên rồi đi tới cạnh lạc tuyết, sau đó mỉm cười với cô. Ra ngoài ăn đi, anh biết một nhà hàng này ngon lắm, hừ cậu nói hay quá nhỉ ăn xong cậu trả tiền nhé đúng là loại vô dụng chu cầm lừ mắt lúc nào bà ta cũng thấy sở bắc chướng mắt không sao con sẽ mời sở bắc mỉm cười gật đầu lạc tuyết ngẩn ra định nói gì đó nhưng chu cầm đã cất tiếng cười khẩy thật không nếu cậu đã nói vậy thì đi thôi để tôi xem cậu định mời mấy mẹ con bà cháu tôi món gì nào chu cầm hừ một tiếng với vẻ sâu xa thấy thế lạc tuyết chỉ biết câm nín cô lạ thừa suy nghĩ của mẹ mình rõ ràng mẹ cô đang muốn thấy sở bắc bị bẽ mặt mẹ không sao mình đi thôi tâm nhi đói rồi sở bắc khẽ lắc đầu rồi vẫy tay bắt taxi bên đường được đi thì đi nhưng tôi nói trước không phải nhà hàng đẳng cấp thì tôi không vào đâu lạc tuyết còn định nói gì đó nhưng chu cầm đã cướp lời trước rồi kéo cô lên taxi sở bắc không nói gì chỉ nhìn về phía tài xế Đến nhà hàng Thần Tinh. Nghe thấy thế, tài xế không có biểu cảm gì, nhưng mẹ con Lạc Tuyết ngồi phía sau thì giật nảy mình. "Nhà hàng Thần Tinh, Sở Bắc, anh điên rồi à?" Lạc Tuyết vô thức hô lên, rõ ràng cô đã bị dọa sợ. "Chương 250 đúng là thiên đường của người có tiền mà." "Sở Bắc, cậu có ý gì thế hả? Đã không có tiền rồi còn đòi đến nhà hàng Thần Tinh, cậu định làm chúng tôi mất mặt hả?" Chu Cầm hừ một tiếng. Ánh mắt như sắp phun lửa. Nếu chúng tôi mà bị đuổi ra ngoài thì sẽ mất sạch thể diện đấy, mặt cậu dày thì không sao, nhưng chúng tôi biết phải làm sao. Chết tiệt, sao nhà tôi lại va phải cái loại vô dụng như cậu chứ? Lần này, đến Lạc Tuyết cũng không thể nói đỡ cho Sở Bắc được. Cô chỉ lắc đầu với vẻ tuyệt vọng không thể che giấu trong đáy mắt. Cô nghĩ Sở Bắc đòi đến nhà hàng Thần Tinh vì muốn lấy lại thể diện thôi. Vấn đề là chưa chắc họ đã bước chân qua cửa nhà hàng được, thế chẳng phải tự chúc thêm nhục hay sao? Sở Bắc, thôi hay chúng ta chọn đại một quán nào đấy ăn cho qua bữa thôi. Lạc Tuyết lắc đầu, chuẩn bị tìm đường lui cho Sở Bắc. Yên tâm, bữa tối nay anh mời, mọi người cứ đi đi. Sở Bắc không bị lay chuyển, vừa xoa đầu con gái vừa đáp. Nhiều năm qua, anh đã để hai mẹ con Lạc Tuyết chịu nhiều thiệt thòi đến nhà hàng thần tinh ăn một bữa cơm chỉ là một sự bù đắp rất nhỏ thôi. Còn với một người từng nhiều lần dự tiệc của quốc gia như Sở Bắc mà nói thì nhà hàng đó cũng thường thôi. Huống hồ, nhà hàng này còn là sản nghiệp của nhà họ Lý. Trước đó, Lý Hải Đông đã đưa cho anh một tấm thẻ đen, nếu muốn lấy phòng bao tốt nhất thì chỉ cần nói một tiếng là xong. Cậu, giỏi lắm, đi thì đi, để tôi xem cậu định dở trò gì nào. Chu cầm tức đến mức trợn mắt, định lên tiếng mắng chửi nhưng cố nhịn. Mày muốn lấy lại thể diện chứ gì, được thôi, để tao giúp. Lát nữa mà bị đuổi ra ngoài thì cứ chờ xem tao sẽ xử lý mày thế nào. Thấy tài xế taxi khởi động xe, Lạc Tuyết còn định nói gì đó nhưng lại thôi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 251 không nhầm chứ. Trước kia, họ còn không dám nhìn nơi này. Với thân phận và địa vị của họ, bị đuổi ra ngoài là cái chắc. Nếu bị nghi ngờ đến gây rối thì khéo đến nhà họ Lạc cũng không bảo vệ họ được. Sở Bắc, hay chúng ta đến chỗ khác đi." Lạc Tuyết cắn răng, cố thử khuyên nhủ thêm lần nữa. "Giờ vẫn còn cơ hội. Nếu họ đi tiếp thì không hề hối hận được nữa rồi. Mình đến đây rồi mà, không sao đâu." Sở Bắc lắc đầu, Tâm Nhi cũng rất thích chỗ này mà. Dứt lời, Sở Bắc mỉm cười rồi đi vào trong trước. Lạc Tuyết tái mặt rồi cũng cắn răng đi theo. Còn Chu Cầm nuốt nước miếng rồi chậm chậm đi theo sau. Bà ta quyết định sẽ để Sở Bắc đi dò đường trước, nếu thấy tình hình không ổn thì bà ta sẽ chuồn ngay. Vừa đi tới gần, Lạc Tuyết đã thấy có hai hàng phục vụ đứng bên ngoài nhà hàng. Có cả nam lẫn nữ, như thế đang đón tiếp khách quý. Đương nhiên cũng với mục đích phân cấp khách hàng nữa. Thấy thế, Lạc Tuyết không khỏi thấy chột dạ. Nhưng cô chỉ thấy Sở Bắc không dùng gậy mà vẫn có thể đi ngon lành. Xong anh còn thuộc đường hơn cô mà chẳng hề đắn đo chút nào lạc tuyết ngẩn ra rồi vô thức nhíu mày lại thậm chí lạc tuyết còn thấy hoài nghi trông anh thế này đâu giống một người mù đâu đương nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó lạc tuyết cắn răng đi theo cùng lắm thì bị đuổi ra ngoài chứ gì mất mặt có là sao chứ nếu bây giờ họ bỏ đi chẳng những con gái mất vui mà e còn làm sở bắc chạnh lòng khi sở bắc đi đến cạnh nhân viên phục vụ Tìm Lạc tuyết đập thình thịch. Trong lúc cô đang nghĩ cách giải vây thì hai hàng phục vụ đã mỉm cười. Sau đó cúi rạp người xuống. Hoan nghênh quý khách, mời vào trong ạ. À. Đội ngũ nhân viên cùng làm động tác tay mời. Hành động và lời nói cung kính của họ là thật. Chương 252, có phải tôi gọi nhầm rồi không ạ? À? Khoan, chờ mẹ với. Chu Cầm mừng thầm, vội vàng chạy tới vì sợ bị bỏ ngoài cửa. Nhà hàng thần tinh đấy. Chỉ cần được vào trong đi một vòng thôi thì cũng được hãnh diện với đời rồi. Vào thôi. Dù sở bắc không nhìn thấy gì, nhưng vẫn biết lạc tuyết đang thần người ra vì kinh ngạc nên mỉm cười nhắc nhở. suốt lời, anh đi vào bên trong trước. bấy giờ, lạc tuyết mới phản ứng lại, dù cô đang thẫn thờ, nhưng vẫn đi theo sở bắc. Mời quý khách vào hả? À? Một nhân viên phục vụ đứng dậy, cung kính làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường. Sở bắc chỉ mỉm cười với vẻ nho nhã. Còn Chu Cầm thì vô cùng kích động, điện thoại đã cầm sẵn trong tay. Lát nữa nhất định bà ta phải chụp thật nhiều ảnh để khoe mẽ một phen. "Anh Lý, phòng bao anh đặt đã chuẩn bị xong rồi ạ, à, mời mọi người lên tầng trên." Nghe cách xưng hô của nhân viên phục vụ, Chu Cầm và Lạc Tuyết đều ngẩn ra. "Anh Lý, anh Lý nào cơ?" Hai mẹ con họ dừng bước rồi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó có dự cảm chẳng lành. Nghe thấy thế, nhân viên phục vụ cũng ngẩn ra có phải tôi gọi nhầm rồi không ạ? Chu cầm có vẻ bực dọc, cậu ta họ sở chứ không phải lý, các người có nhầm lẫn gì không vậy? Dạ, nhân viên phục vụ ấp úng rồi nhìn sở bắc. Anh không phải lý nham vừa gọi tới thông báo sắp đến ạ. Nghe thấy vậy, cả chu cầm và lạc tuyết đều tái mặt. Họ cúi thấp đầu xuống, chỉ thấy mặt mình nóng ran. Hóa ra suốt từ nãy đến giờ là phía nhà hàng nhầm lẫn. chương 253 cuối cùng, hắn ta dừng lại ở sở bắc bà ta vừa định giải thích thì đã có một giọng nói cợt nhả vang lên ở phía sau ơ sở bắc đấy à sao thế dạo này phất lên rồi hay sao mà lại dám đến đây ăn cơm thế giọng nói quen thuộc ấy khiến chu cầm và lạc tuyết đều ngoái lại nhìn đập vào mắt họ là nụ cười giễu cợt của lý nham hai mẹ con lạc tuyết thấy chột dạ mặt mày đều có vẻ khó coi phiền rồi đây chưa bàn đến vụ hiểu lầm này nhưng lúc họ đang mất mặt lại bị Lý Nham nhìn thấy. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn thể diện gì nữa? Hai mẹ con Lạc Tuyết cúi đầu xuống không nói gì. Còn Chu Cầm thì đang thầm chửi bới Sở Bắc không biết bao nhiêu lần. Anh là nhân viên phục vụ cao mày, sau đó hết nhìn Lý Nham lại nhìn Sở Bắc. Lý Nham liếc Sở Bắc một cái rồi tiến lên phía trước, sau đó lấy một tấm thẻ màu vàng ra khua khua trước mặt cậu nhân viên đó tôi với cậu không quen biết gì cả nhưng cậu biết tấm thẻ này chứ lúc nói câu đó lý nham còn liếc sở bắc một cái giọng nói châm chọc của hắn ta như có ý khiêu khích thẻ vip anh chính là anh lý nham ạ à. cậu nhân viên đó xứ người ánh mắt nhìn lý nham lập tức khác hẳn lý nham gật đầu nói sao có vấn đề gì không phòng của cậu lưu chuẩn bị xong chưa cậu ấy đến bây giờ đấy đừng làm người ta thất vọng Lý Nham kẹp chiếc thẻ bằng hai ngón tay rồi nói với giọng đắc ý. Tấm thẻ này chính là của Lưu Phong. Nếu không, với thân phận của nhà họ Lý thì hắn ta chưa đủ tư cách để sở hữu chiếc thẻ này. Dù không biết tại sao tự nhiên cậu Lưu lại mời mình đi ăn, nhưng Lý Nham không ngại mượn cớ này để giao ai một phen. Chương 254 tại sao phải đi chứ? Chính hắn ta cũng không ngờ sẽ gặp Sở bác ở đây. Cho nên sao hắn ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được? tiếc là hắn ta không gọi lạc mai đi cùng không thì có trò hay để xem rồi tiếc thật xong sở bắc lại coi lý nham như không khí như thể hắn ta không hề tồn tại anh bế con gái rồi đi tiếp vào bên trong tuy nhiên lý nham vẫn không buông tha hắn ta sấn tới rồi chặn trước mặt sở bắc kinh rồi định lên trên đấy à không xem lại đây là đâu hay sao đừng nói là dùng bữa đến tư cách bước chân vào đây cậu cũng không có đâu Lý Nham khoanh tay trước ngực với vẻ ngạo mạn. Sau đó cất giọng khinh bỉ. Thấy thế, sở bác chỉ cau mày. Không chờ anh lên tiếng, Chu cầm đã giật bắn mình rồi vội vàng xua tay. Cậu Lý, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không đến đây dùng bữa đâu, chỉ đến ngó nghiêng tí thôi. Đúng rồi, chúng tôi chỉ định tham quan chút thôi. Vừa nói, Chu cầm vừa không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho lạc tuyết. Giờ mà không đi thì e không còn cơ hội nữa đâu. Lạc Tuyết sầm mặt rồi tiến lên bế con gái vào lòng, sau đó kéo tay Sở Bắc. "Sở Bắc, chúng ta đi thôi." Với Lạc Tuyết mà nói thì mất thể diện chẳng là gì cả. "Cô chỉ không muốn con gái bị tổn thương. Đi đâu, chúng ta đã ăn uống gì đâu mà đi?" Sở Bắc lắc đầu, "Anh chỉ muốn mời mẹ con Lạc Tuyết ăn một bữa thôi mà. Chứ có làm gì sai trái đâu. Tại sao phải đi chứ?" "Anh." Chương 255 đúng là ức hiếp người quá đáng lương tâm của cậu bị chó tha rồi à, và phải tên vô dụng như cậu đúng là bất hạnh của đời tôi. Cậu không muốn đi chứ gì, tùy, chết luôn ở đâu đó đi cũng được. Nói xong, chu cầm đã tức đến đỏ bừng mặt. Bà ta quay người định bỏ đi trước. Thậm chí đến con gái và cháu gái cũng mặc kệ luôn. Mặt lạc tuyết gần như trắng bệch, cô nhìn con gái đang rơm rớm nước mắt ở trong lòng mà đi không được, ở lại cũng không xong. Tuổi thân mà không nói được nên lời đứng lại thấy chu cầm định chuồn lý nham hừ lạnh một tiếng nghe thấy thế chu cầm dừng bước ngay rồi chỉ muốn bật khóc lý nham nhìn sở bác với vẻ càng thêm khiêu khích hừ các người coi nơi này là đâu mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi suốt lời lý nham lại nhìn sang cậu phục vụ trông vẻ nghèo túng của họ thế này thì không ăn uống gì ở đây được đâu tôi nghi họ đến trộm cắp đấy các cậu phải để ý vào không không mọi người đừng hiểu lầm chúng tôi chỉ đến nhầm chỗ thôi chứ không có ý trộm cắp gì đâu chu cầm sợ hết hồn nên vội vã xua tay ánh mắt bà ta nhìn sở bắc như muốn giết người sở bắc cậu nói gì đi chứ khốn kiếp cậu định làm liên lụy đến chúng tôi đấy à thấy thế sở bắc cau mày nhưng không nói gì cả lạc tuyết đang bế con gái thì tái mặt cô thầm nghiến răng vành mắt thì đỏ hoe cô biết rõ lý nham đang cố ý sinh sự nhưng hắn ta nói không sai, đúng là họ nghèo thật nên cô nhịn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 256, các người đừng có mà quá đáng. Sở Bắc ngẩng đầu lên, đang định cất giọng thì Lạc Tuyết đã thở dài một hơi rồi kéo lấy ống tay áo anh. "Thôi bỏ đi, Sở Bắc, về thôi." Lạc Tuyết như đã thoái chí, giọng nói cũng trở nên vô lực. Sở Bắc càng nhíu chặt hàng lông mày lại hơn. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm không gian như nổi lên một luồng khí thế đẻ nén nhưng nghĩ tới con gái đang ở đây sở bắc đành buông lỏng tay được rồi mình về thôi suốt lời anh chỉ biết lắc đầu sau đó dẫn hai mẹ con lạc tuyết đi về thấy thế chu cầm mới thở phào một hơi nếu sở bắc động tay động chân ở đây thì to chuyện mất khoan đã nhưng họ vừa định cất bước thì lại có một giọng nói hờ hững vang lên Chu Cầm và Lạc Tuyết cùng ngẩng đầu lên thì thấy có người đang đứng chắn trước mặt mình. Người đó lạnh mặt, khiến ai nhìn cũng thấy sợ. Các vị chờ đã, anh Lý nói cũng đúng, mong các vị phối hợp để chúng tôi kiểm tra đã. Cái gì? Nghe thấy thế, đừng nói là Lạc Tuyết, đến Chu Cầm cũng sầm mặt. Lý Nham chỉ tùy hứng nói một câu, rõ ràng chỉ để kiếm chuyện với họ thôi mà. Họ đã chịu nhịn lùi một bước rồi, nhưng cậu nhân viên này lại tin lời hắn ta ư? các vị, tôi cũng chỉ làm theo quy tắc thôi, dẫu sao đồ đạc trong nhà hàng cũng rất quý, nếu có gì mất mát thì không ai chịu trách nhiệm được. Cậu nhân viên cất giọng bình thản. Nghe thấy thế, cả Lạc Tuyết và Chu Cầm đều tái mặt. Làm theo quy tắc, phối hợp kiểm tra. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Bọn họ vừa vào đây đã đi theo cậu nhân viên này rồi. mươi 257, anh chán sống rồi đúng không? Giọng nói anh lạnh tanh, khiến bầu không khí ở đây nhưng đóng băng. Cậu nhân viên dùng mình rồi nhìn sở bắc, không biết tại sao đột nhiên cậu ta thấy lạnh hết cả người. Nhưng, cậu ta vẫn lắc đầu với vẻ không hề nao núng. Tôi cũng chỉ làm theo quy định thôi, mong các vị thông cảm. Cậu nhân viên nghiến răng với vẻ nham hiểm. Trước đó, cậu ta đã nhận nhầm một tên nghèo nàn là khách vip. Sao mà nuốt trôi cục tức này được chứ? Giờ mà không tìm cách phát tiết thì cậu ta thấy bứt rứt lắm sở bắc, cậu đừng không biết xấu hổ thế được không? Lý Nham ở phía sau khoanh tay trước ngực, thản nhiên đứng xem náo nhiệt. Chật chật, cháu gái nhà họ lạc dẫn một tên mù đến nhà hàng thần tinh trộm cắp. Tin này sẽ hot lắm đây. Vẻ đắc ý của Lý Nham đối lập hoàn toàn với vẻ khó xử của bên lạc tuyết. Lý Nham, không có chứng cứ thì anh đừng có mà nói bừa, không tôi sẽ kiện anh tội vu khống đấy. Lạc tuyết không thể nhịn được nữa, lập tức chừng mắt nhìn Lý Nham kiện tôi ư, ha ha, eo ôi sợ thế, tôi đang sợ lắm đây này. Lý Nham ôm ngực rồi bật cười ha ha. Muốn kiện thì cứ việc, cẩn thận chưa kiện được tôi thì mình đã bị tống vào tù trước rồi. Lạc tuyết chỉ là cô cháu gái không được nhà họ lạc đoái hoài tới thì Lý Nham sợ gì chứ? Anh! Lạc tuyết nghiến răng, tức đến đỏ cả mặt. Anh chán sống rồi đúng không? Một câu nói chợt vang lên. Lý Nham đảo mắt nhìn thì vừa hay nhìn vào đôi mắt vô hồn của sở bắc, hắn ta lập tức thấy sợ hãi. Đột nhiên hắn ta thấy sở bắc không hề dễ chọc vào. chương 258 tất cả đều là tại anh hết. Chỉ cần các vị cho chúng tôi soát người thì sẽ được yên ổn ra về. Cậu ta và Lý Nham tung hứng với nhau rồi cùng ra vẻ trượng nghĩa. Nhưng rõ ràng họ đang cố ý gây sự. Chu cầm và lạc tuyết đỏ bừng mặt, không biết phải phản bác thế nào. Sở Bắc lạnh mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm để cố đè nén cơn giận. Nếu vợ và con gái anh không ở đây thì hai người kia đã chết ngay rồi. Thấy Sở Bắc như sắp bùng nổ, Lạc Tuyết chỉ đành nhịn nhục giải thích. "Chúng tôi thật sự chỉ đến đây để dùng bữa thôi, nhưng" Ha ha, buồn cười chết mất. Lạc Tuyết còn chưa nói hết câu, Lý Nham đã bật cười ngắt lời. "Lạc Tuyết, cô không soi gương bao giờ à? Các người mà cũng đòi đến đây ăn uống ư?" đừng nói là ăn, đến uống cốc nước lã cũng không đủ tư cách đâu. Cậu nhân viên nghe thấy thế thì càng thêm coi thường họ. Phiền các vị phối hợp kiểm tra, nếu không chúng tôi buộc phải báo cảnh sát để giữ danh dự cho nhà hàng. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết cũng cạn lời. Đúng vậy, họ không thể ăn uống ở đây được. Nhưng, cô lướt nhìn sở bắc rồi ôm chặt lấy con gái, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại. Còn Chu Cầm thì đang nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn băm vằm sở bắc ra thành trăm mảnh. Nếu không phải anh sĩ diện đòi đến đây cho bằng được thì họ đâu gặp phải chuyện này. Tất cả đều là tại anh hết. Ngược lại, sở bác đang là trung tâm của sự chỉ trích lại rất bình thản. Anh tỉnh bởi nhìn Lý Nham và cậu nhân viên. Sao các người biết chúng tôi không thể dùng bữa ở đây được? Chương 259, tôi không đặt bàn trước. Sở Bắc, anh còn định làm gì? Coi như tôi xin anh được không, chúng ta về thôi đừng ăn uống gì ở đây nữa. Lạc tuyết cất giọng như van nài, cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi xấu hổ này thật nhanh, thậm chí cảm giác thèm ăn cũng đã bay hết sạch. Còn chu cầm, dù bà ta không nói gì, nhưng răng thì đang nghiến kèn kẹt rồi. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì có lẽ sở bắc đã chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi nghe thấy bọn họ đòi bỏ đi, Lý Nham và cậu nhân viên kia lập tức quính lên ngay nhất là cậu nhân viên, thậm chí cậu ta còn sốt sắng hơn cả Lý Nham. Thưa chị, nếu chị muốn đi thì phải để chúng tôi soát người đã. Đương nhiên, tôi nghĩ nhà mình cũng không muốn bị nghi ngờ đến đây trộm cắp, vậy hãy chứng minh nhà mình chỉ đến đây dùng bữa đi. Cậu nhân viên mỉm cười với một vẻ sâu xa. Nếu không đặt bàn trước thì phải có thẻ hội viên thì mới có thể đặt phòng được. Thẻ hội viên cũng không đắt đâu ạ, à, có 500.000 một năm thôi, các vị thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ. Cậu nhân viên cố ý nhấn mạnh vào hai chữ không đắt, vì sợ Sở Bắc và Lạc Tuyết nghe không rõ. 500.000, nghe thấy con số này, Lạc Tuyết và Chu Cầm chỉ muốn khóc. Khéo bán hai mẹ con bà ta đi cũng không được ngần ấy tiền mất. Rõ ràng là bắt chẹt người ta mà. Ha ha, thế thì đúng là không đắt thật, Sở Bắc, người ta đang hỏi kìa. Lý Nham bật cười ha hả rồi làm động tác tay mời với Sở Bắc để tôi xem chàng rể ăn hại như cậu có tài cán gì mà dám vác mặt đến nhà hàng thần tinh ăn cơm nào. Ngay sau đó, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Sở Bắc. Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chương 260 đây là thẻ đen của Lý Hải Đông. Lý Nham cười khẩy, thậm chí hắn ta còn đang tưởng tượng đến cảnh cả nhà Sở Bắc bị tống cổ ra ngoài rồi. Còn cậu nhân viên thì cũng không ngạc nhiên, chỉ tỏ rõ thái độ coi thường nếu không có gì cả thì tôi buộc phải soát người của nhà anh, nếu không chúng tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi. Nói rồi, cậu ta xua tay, gọi thêm mấy nhân viên phục vụ nữa tới soát người. Nhưng, đúng lúc này, sở bác chợt ngẩng đầu lên rồi thò tay vào túi. Không biết chiếc thẻ này có giá trị gì không? Sứt lời, sở bác lấy chiếc thẻ màu đen ra kẹp giữa hai đầu ngón tay, sau đó khua trước mặt hai người đó. Bó tay, sở bác, đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ lý nham chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức ngửa cổ lên cười lấy đại một cái thẻ rách ra mà cũng dám lên mặt với đời à buồn cười chết mất mọi người đều biết nhà hàng thần tinh chỉ có thẻ màu vàng thôi mà hắn ta chưa từng nghe nói có loại thẻ màu đen bao giờ rõ ràng sở bắc đang định lòe thiên hạ to gan thật đấy lạc tuyết giơ tay đỡ chán nhất thời không biết phải nói gì cô đã chuẩn bị chấp nhận số phận rồi nhưng ngay sau đó cậu nhân viên kia chợt hô lên sau đó nhíu chặt mày nhìn tấm thẻ trong tay của sở bắc anh ơi anh cho tôi xem chiếc thẻ đó được không ạ cậu ta nuốt nước miếng sau đó dán chặt đôi mắt vào chiếc thẻ đen đó giọng điệu cũng thay đổi hẳn úi dào, có mỗi cái thẻ rách thì xem làm gì cậu mau gọi người đến kiểm tra đi cậu lưu sắp đến rồi đấy đừng làm cậu ấy mất hứng Lý nham chẹp miệng với vẻ mất kiên nhẫn. Xong, cậu nhân viên đã hoàn toàn phớt lờ hắn ta. Cậu ta run rẩy nhận lấy chiếc thẻ trong tay Sở Bắc. Khi nhìn thấy tên của Lý Hải Đông bên trên chiếc thẻ, toàn thân cậu ta run lên, mắt thì như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 260.